Xin chào các bác nhá. Tiếp tục em lên nhanh cho quá cả vỏ này. Đấy, bác nào mà chốt thì nhanh tay alo cho em nhá. Con này thì đường kính bát của nó là 13 cm các bác nhá. Đường kính bát là 13. Còn đường kính tép là 9,5. Đấy, tép cứ 9,5 là các bác lắp vừa, bát cứ kích thước viền 13 là các bác lắp vừa. Đấy. Còn từ của tép này thì nó rơi khoảng từ 6,5 các bác. Từ của bát này thì vô biên rồi. Đúng không ạ? Từ bát thì không phải nghĩ đâu, thoải mái lắp. Con này thì kích thước của vỏ các bác này, rộng là 15,5 này. Sâu là 23,5 này. Cao của con này là 27. Đấy, vẫn còn dây dựa đàng hoàng cho các bác nhá. Đây, dây dựa của nó đây. Bên trong này, dây bát, dây tép đầy đủ cho các bác. Đó. Hàng bát này em cũng chưa có lau hay vệ sinh đâu. Chất liệu vỏ các bác yên tâm nhá. Đấy, chất liệu vỏ thì các bác yên tâm, cực kỳ cứng cáp luôn. Đấy, thì cặp này giá để các bác là 150k, bác làm một chốt thì alo em nhá. 150k cho cặp vỏ này. Nó không có căng đâu các bác nhá, không có căng đâu. Đấy. Còn có căng của nó thì là 200. Đây thì nó về không có căng thì thôi để các bác cặp này 150. Bác nào chốt thì alo em nhá. Em xin chào.